Chó hoang châu Phi là một chuyên gia săn mồi nguy hiểm và nhanh nhẹn. Cả một đàn chó sẽ tạo thành nguồn sức mạnh vô địch trong tự nhiên. Chúng săn mồi với chiến thuật bầy đàn và sự quyết tâm rất cao. Để hiểu được một đàn chó lanh lợi trở thành một đội quân săn mồi chuyên nghiệp ra sao, chúng ta hãy xem xét mô hình chiến thuật, tìm hiểu kế hoạch tác chiến và phân tích từng nước tấn công. Từ đó thấy được đỉnh cao của nghệ thuật đi săn chỉ có được từ một tập thể có tính kỷ luật cao. Loài chó hoang châu Phi, phần 1. Đây là Ifolozi, khu bảo tồn cấm săn bắn ở Nam Phi. Một bầy thú săn mồi đang chuẩn bị cho chuyến đi săn. Chúng được gọi là chó săn châu Phi, hay đơn giản là chó hoang. Chúng là họ hàng xa với chó sói và chó nhà. Tại khu bảo tồn Ifolozi này, một đàn chó vừa mới được hình thành chưa lâu. Đàn chó có tên là Xian. Chỉ cách đây vài tháng, một con đực có tên là Lightface gặp con cái có tên là Rosie. Mỗi con đem theo một vài đồng minh. Giờ chúng là thế hệ thứ nhất, là thủ lĩnh của đàn chó mới, gồm 10 con khỏe mạnh. Đàn chó đã hình thành tình cảm gắn kết. Nhưng khả năng săn mồi theo đàn mới quyết định sự sống còn của chúng. Chó hoang đã tiến hóa để đổi bắt được con mồi trên đồng bằng châu Phi rộng lớn. Chúng luôn sẵn sàng cho việc đi săn tốn sức. Chúng có thị lực tốt và sức bền cao. Sức mạnh của chúng tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể. Một con chó nặng 30 kg có vết cắn mạnh hơn bất kỳ loài săn mồi nào trên trái đất. Hàm dưới của nó to hơn chó nhà nhiều và răng hàm có chức năng đặc biệt là lóc thịt khỏi xương. Với số lượng 5, 10 hoặc 20 con một đàn, chúng trở thành một trong những đội quân săn mồi tài ba nhất hành tinh. Săn mồi theo đàn giúp chúng săn được con mồi lớn hơn và thường xuyên hơn. Hiếm có loài săn mồi nào thành công như chúng. Đàn chó Xian mới hình thành này bắt đầu nhận ra sức mạnh tập thể của chúng. Chúng phải làm chủ được địa hình đồi núi và rừng rậm đầy khó khăn. Nơi đây nằm trong khu bảo tồn cấm săn bắn Hululuwe, Ifolozi rộng lớn. Khu vực Ifolozi trải rộng 600 km2. Đây chính là khu vực kiếm ăn của đàn chó Xian. Đây là nơi bảo tồn của những đàn voi, tê giác, lợn lòi và linh dương đầu bò. Và đặc biệt hơn cả là linh dương châu Phi, một loài phát triển rất mạnh ở đây. Chúng gần như là con mồi ưa thích nhất của chó săn. Nhưng chúng còn gặp nguy hiểm vì những kẻ săn mồi khác. Đó là linh cẩu và đặc biệt là sư tử. Những kẻ săn mồi lớn hơn này có thể đuổi đàn chó đi dễ dàng.
Nhưng chúng không chỉ cạnh tranh vì thức ăn, mà còn quay sang săn cả những con chó. Hơn 1/3 số chó con và 1/6 số chó trưởng thành mất mạng dưới vuốt của bầy sư tử. Đàn chó Siam vừa phải tránh trở thành con mồi, vừa phải trở thành những kẻ săn mồi siêu hạng. Để bắt được con mồi nhanh nhẹn và thắng trong cuộc cạnh tranh, chúng phải sáng tạo hơn. Chúng ta sẽ xem chúng triển khai ba đòn tấn công ấn tượng là vây giáp, giăng bẫy và đột kích. Mỗi chiến thuật được điều chỉnh tùy theo con mồi và địa hình. Giờ nhu cầu kiếm mồi còn cao hơn trước. Lifey và Rosie phải nuôi thêm 9 con chó nhỏ nữa. Những con mới chỉ 1 tháng tuổi nhưng đã ăn được thịt. Sự ra đời của chúng rất được chào đón vì hiện nay số lượng chó hoang chỉ còn khoảng 5.000 con trên khắp châu Phi. Lifey được đeo một chiếc vòng cổ tín hiệu radio. Nhờ đó nhân viên khu bảo tồn có thể giám sát tình hình đàn chó và hiểu thêm về lối sống và tập tục săn mồi của chúng. Bình minh lên, đàn chó sẵn sàng đi săn. Nhưng lũ chó con khiến chúng vướng bận hơn. Chó hoang thường di chuyển rất nhiều, nhưng vì phải chăm sóc cho con nhỏ, nên chúng phải quay về ổ hàng đêm. Những con nhỏ không thể bị bỏ lại một mình. Tuy nhiên, con chó mẹ Rosie cần phải tham gia chuyến đi săn. Vì thế, một trong các con cái ở lại trông nom lũ chó con. Chúng đi dọc con đường bụi bặm trong công viên để đi lại dễ dàng hơn, lướt nhìn qua các bụi cây nhằm tìm kiếm con mồi. Chúng vẫn chưa phát hiện ra lũ chó đang tiến lại gần. Cả đàn chó im lặng quan sát. Nhưng chó không giỏi rình mồi như sư tử. Chúng săn mồi bằng cách đuổi bắt. Để chuẩn bị đuổi bắt con mồi, chúng tỏa ra bao vây. Lifey ở gần vị trí trung tâm. Rosie tới vị trí gần đường mòn. Những con khác dàn hàng xen kẽ. Mục đích của chúng là nhằm buộc một con trong đàn linh dương chạy theo hướng đã định, bao vây mạn sườn và áp sát không cho con mồi chạy thoát. Chúng đã học được cách nhận biết dấu hiệu cơ thể của nhau. Khi Lifey vào thế tấn công, chúng biết cuộc săn mồi đã bắt đầu. Từ giữa chiến tuyến, Lifey lao vào tấn công. Đàn linh dương chạy toán loạn, cong người nhảy cao tới 3 mét. Đàn chó đuổi theo một con và rồi một con khác, nhưng chúng không vội áp sát để hạ thủ. Sau khi rượt đuổi một đoạn ngắn, Lifey dừng lại, báo cho cả đàn tạm dừng. Từ giờ, đàn linh dương sẽ nâng cao cảnh giác và phòng vệ. Nhưng đàn chó vẫn chưa xong việc.
Khi lũ linh dương tập hợp lại, đàn chó tái thiết lập chiến thuật và tiếp tục tấn công lần nữa. Lần này, Lai Fei xông thẳng tới một con linh dương nhỏ. Nó cùng cả đàn lùa con mồi về phía đường mòn. Cuộc rượt đuổi thu hút sự chú ý của một đàn sư tử đang nghỉ ngơi. Giờ con linh dương phải đối mặt với hai kẻ săn mồi. Roxy chặn đầu ở gần đường mòn, khóa chặt đường rút của linh dương. Nhưng đột nhiên nó dừng lại. Đàn chó một lần nữa lại dừng cuộc săn đuổi. Nhưng lần này, chúng không tái lập thế trận nữa. Chúng quay lại con đường và hướng về nhà. Chuyến đi săn bị hoãn lại vì sự an toàn của cả đàn. Trong cuộc chiến giữa kẻ đi săn và con mồi, những kẻ phòng thủ đã thắng. Có chuyện gì với đàn chó vậy? Hay đúng hơn là, may mắn nào đã đến với đàn linh dương? Trên con đường mòn trong công viên, đàn chó bắt đầu quay về ổ. Chúng đã có màn tấn công hoàn hảo, nhưng lại đột ngột bỏ cuộc. Xem lại cuộc săn đuổi, chúng ta sẽ biết tại sao. Đáp án có thể nằm trong chiến thuật phòng thủ của con linh dương. Có phải đàn chó đã đánh mất yếu tố bất ngờ? Cũng giống như loài chó, linh dương cũng có lợi thế khi sống theo đàn. Đôi mắt to giúp chúng có tầm nhìn rộng. Chúng để mắt dè chừng mọi hướng,